Ngày xưa có một người đàn bà quá chồng, không biết quê quán ở đâu, rất nghèo nàn đói lạnh, nhưng về phụ hạnh vẹn toàn, khiến hàng phụ nữ và đấng nam nhân ai ai cũng đều kính phục. Nàng nghe thiên hạ đồn rằng có một ngôi chùa kia do một vị sư trụ trì hợp lực cùng mấy nhà từ thiện kiến lập trai đàn, mục đích là cầu an cho bá tánh và bố thí vải gạo cho dân nghèo. Nghe tin ấy, nàng rất vui mừng, bèn bồng hai đứa con và dắt con chó đến chùa để xin bố thí. Đến nơi, nàng thấy trai đàn trang nghiêm thanh tịnh, đèn thắp sáng choang, khói trầm nghi ngút. Những nhà giàu sang thì đang đem tiền của cho người nghèo khổ, thuốc thang tặng cho những người đau ốm bệnh hoạn. Nàng đứng sơ rỡ trong đám người đi xem trai đàn, mà trong lòng thì tự nghĩ rằng: người ta giàu có, tiền của dư giả, đem ra làm chay làm phước để cầu phước báo về sau. Còn mình thì phước mỏng nghiệp dày, thiếu thốn đói khát, há mình không tìm được cách gì để bố thí làm lành như những người giàu sang kia. Nghĩ như thế, nàng liền tự hớt đầu tóc của mình đem vào dâng cho vị trụ trì để làm vật bố thí. Khi ấy, chưa đến giờ thọ trai, tăng chúng và thiền nam tín nữ còn đang hành lễ. Bạch thầy, phần tôi cơ hàng, chồng thì đã chết, để lại cho tôi hai đứa con nhỏ đây và một đứa con ở trong bụng. Thế mà người thân chẳng có, gia sản cũng không, nên tâm thần phải vất vả. Nay đầu làng, mai cuối chợ, ăn nhờ học cơm dư của quần chúng. Nay tôi đến đây, xin thầy từ bi bố thí cho mấy mẹ con tôi một ít cơm chay để đỡ lòng. Mẹ con tôi còn đi xin nơi khác nữa. Vị trụ trì nghe vậy, liền sai ông đạo nhỏ chạy xuống nhà bếp đơm cho nàng ba bát cơm thật đầy. Vị trụ trì tưởng cho như vậy là đủ. Ai dè, người đàn bà nhìn ba bát cơm một hồi lâu, rồi thưa: bạch thầy, thầy từ bi cho thêm một bát nữa, đặng cho phần con chó.
Vị trụ trì nghe nàng nói như vậy thì trong lòng đã hơi giận, nhưng cũng ráng dằn lòng xuống và bảo người đi xúc cho con chó một bát cơm. Nào ngờ người đàn bà tiếp lấy bát cơm lại thừa tiếp rằng: Bạch thầy, đứa nhỏ mà tôi đang mang trong bụng đây, thiết nghĩ thầy cũng nên hoan hỷ cho nó một bát cơm nữa mới đúng. Vị trụ trì nghe nói như vậy, nói xung thiên, liền lớn tiếng: Kiếp trước cô ôm lòng bón xén, không biết bố thí làm nhân, nên này mới chiêu cảm cái thân bằng nữ như thế, lại quá bụi không chồng, sống ăn nhờ của dân chúng, chết chẳng ích gì cho quê hương. Vậy mà không biết thân, còn muốn ăn tham của tăng chúng nữa. Vả lại xưa này có ai thấy những đứa nhỏ còn ở trong bụng mẹ mà người ta cho nó ăn cơm bao giờ, mà nàng đòi sinh một cách trái đời như vậy. Thôi hãy đi chỗ khác, chứ đừng nói chuyện dây dưa mà làm trái vợ của bằng tăng lễ Phật. Câu nói của vị trụ trì vừa dứt thì năm sắc mây màu kết lại rực rỡ trên hư không, rồi người bằng nữ ấy hiện ra chân tướng của Đức Văn Thù. Cưỡi con sư tử rất hùng tráng oai nghiêm. Hai bên thì có thiền tài và ưu điền vương đứng hầu, làm cho ai nấy trông thấy điều hoảng kinh và cúi đầu đảnh lễ. Đức Văn Thù liền đọc bài kệ: Bầu đắng, đắng tận gốc, dưa ngọt, ngọt cùng dây. Ta đã siêu tam giới, còn bị trừ tăng rầy.
Khi đọc bốn câu kệ rồi thì Đức Văn Thù liền ngẩn thần, nằm sắc mây lành lần lần tan biến. Thấy vậy, vị trụ trì thất thần biến sắc, mở hai con mắt nhìn trần trần. Một chập lâu mới định trí lại và tự trách mình rằng: bấy lâu này tu hành, ăn cơm Phật, nhận mình đã vào cửa vô vi, mà lòng từ bi còn kém, đức nhẫn nhục chưa tròn, đến nỗi không thấy chơn thánh như vậy, thì ta còn để đôi mắt làm chi nữa. Vị trụ trì tự trách mình, liền với tay lên muốn lấy con dao nhỏ để khoét đôi mắt. Mọi người lạc đặt xúm lại, giật con dao và khuyên giải một hồi lâu, thì ngài mới bớt lòng buồn rầu ân hận. Sau đó, vị trụ trì đắp y hậu đến trước Phật đài, chí thành đảnh lễ Tam Bảo để thành tâm sám hối. Từ đó về sau, đối với chúng sanh, vị trụ trì giữ được tâm bình đẳng, không còn phân biệt giàu nghèo sang hèn. Còn đầu tóc của Văn Thù Sư Lợi thể hiện bố thí đó, thì nhà chùa xây dựng một ngôi tháp ngay chỗ Bồ Tát thể hiện xin cơm để tôn thờ.